Bí ẩn phong thủy trong lăng mộ hoàng đế thời cổ đại có tiết lộ về Tần Thủy Hoàng. Hàng chục lăng mộ hoàng đế thời cổ đại trong đó có Tần Thủy Hoàng đều được bố trí thiết kế rất đặc biệt với thuật phong thủy độc đáo. Theo đó thì hàng chục lăng mộ thời nhà Tây Hán, nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc đều ẩn chứa một bí mật phong thủy đặc biệt, đó là chúng đều được thiết kế và sắp xếp thẳng hàng với sao Bắc Cực nằm trải rác dọc theo vùng ngoại ô của thành phố Tây An, tỉnh Điểm Tây Trung Quốc, xuôi theo bờ sông Vị. Những mặt của các ngôi mộ này đều được sắp xếp phù hợp với bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Tuy nhiên, một số lăng mộ đế vương lại được sắp xếp theo một hướng khác và mới đây, Giulio Masli, chuyên gia nghiên cứu người Italia cho rằng ông đã tìm ra nguyên nhân đằng sau. Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng chuyên về tìm hiểu mối quan hệ giữa các kiến trúc cổ với thiên văn học. Chuyên gia Masley giải thích rằng bí ẩn đằng sau hai kiểu mô hình sắp xếp hướng chính của những lăng mộ của các vị hoàng đế nhà Tây Hán có thể liên quan tới những truyền thống hoàng tộc trong việc lựa chọn một cách khác biệt nhằm thể hiện sức mạnh quyền lực. Đối với một số hoàng đế thì việc xem xét bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều rất quan trọng. Sự sắp xếp lăng mộ phù hợp với trục của trái đất cho thấy vị trí số một của người quá cố. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại lựa chọn cách sắp xếp lăng mộ thẳng hàng với sao Bắc Cực mà không phải là cái gì khác trong suốt cuộc đời của trái đất thì trục của hành tinh chúng ta thường trôi chậm và đều đặn, kết quả là làm cho các thiên thể dịch chuyển. Theo một nghiên cứu mới được công bố, các nhà thiên văn học cổ đại Trung Quốc đã có nhận thức được về sự chuyển động của trục trái đất. Cụ thể trong hơn 45 mộ chôn cất những vị hoàng đế và một số thành viên trong hoàng tộc của triều đại Tây Hán và nhà Tống, mỗi nơi an nghỉ được chôn vùi ở bên dưới một ngọn đồi lớn rất cao. Các nhà nghiên cứu cho biết những phần mộ này được lấy cảm hứng từ nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, người từng khiến cho cả thế giới sửng sốt vì phát hiện ra hàng nghìn binh sĩ đất nung trong lăng mộ của ông. Phong thủy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng theo các nhà nghiên cứu, thì nơi đặt hài cốt của Tần Thủy Hoàng là ở trong một gò đất cao khoảng 40m. Đáng chú ý là quy mô của cấu trúc rộng này được sắp xếp một cách vô cùng khéo léo để làm cho lăng mộ của những vị hoàng đế trở nên hài hòa, liên kết với các yếu tố như là thiên văn địa lý, thì các kiến trúc sư thời cổ đại không chỉ căn cứ vào tính thẩm mỹ của cảnh quan, mà còn sắp xếp và thiết kế kỳ công hơn thế. Trên thực tế, thì nhiên kim tự tháp của Ai Cập cổ đại cũng được sắp xếp điều chỉnh tương tự. Chẳng hạn như là canh chỉnh sao cho ngôi mộ ở vị trí có độ lệch không quá đáng kể so với bốn phương đông tây nam bắc làm thế nào mà những cư dân cổ đại lại có thể làm được điều này vẫn còn gây nhiều tranh luận nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy họ đã sử dụng các ngôi sao ở East Keynote xảy ra vào Xuân Phân và Thu Phân là hiện tượng xảy ra khi đường xích đạo của trái đất đi qua trung tâm của mặt trời. Lăng mộ của tầng triển hoàng cũng không có khác gì, vì hoàng đế này bố trí lăng mộ của mình theo hướng Bắc Nam gần như hoàn hảo. Lăng mộ nổi tiếng này có cho thấy rằng những kiến trúc sư của ông đã sử dụng vị trí của mặt trời và các chòm sao để xác định tìm kiếm phương hướng. Lý giải về một số lăng mộ hoàng tộc sắp xếp theo hướng Tây Bắc, các chuyên gia cho rằng đây không phải là sai lầm mà do vào thời điểm đó, thiên cực Bắc không tương xứng với bất kỳ ngôi sao nào. Tuy nhiên, trong tương lai thì sao Bắc Cực sẽ tiếp cận được. Dường như các kiến trúc sư thời cổ đại đã có những tính toán nhất định về yếu tố hài hòa với thiên văn của lăng mộ hoàng gia, đặc biệt là mối liên quan tới sao Bắc Cực. Sao Bắc Cực là một ngôi sao quan trọng trong truyền thống của người Trung Quốc, do đó có thể một số thành viên trong hoàng tộc cho rằng họ sẽ bỏ qua cách sắp xếp theo hướng Bắc Nam cũ và thiết kế một sự hài hòa với ngôi sao quyền lực này. Phát hiện này là một phần của nghiên cứu lớn về thiên văn học và yếu tố phong thủy trong cách sắp xếp lăng tẩm của những bậc đế vương thời cổ đại ở Trung Quốc. Quốc. họ sắp xếp ngôi mộ một cách phù hợp với nhiều yếu tố thiên văn địa lý. Theo nhóm nghiên cứu, điều này tương hộ với niềm tin của các vị hoàng đế Trung Quốc khi họ cho rằng quyền lực của mình chính là được ủy thác của thiên mệnh. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.